Ronaldo khi thi đấu, đi xe 94 tỷ, ở khách sạn 440 triệu đêm nhưng lại dùng một thứ không ai ngờ của bạn gái. Ronaldo ở quê nhà Bồ Đào Nha và chuẩn bị bước vào trận đấu với đối thủ Slovenia. Ronaldo đã trở về quê nhà Bồ Đào Nha hồi tuần trước để chuẩn bị cùng đội nhà chạm trán đối thủ Slovenia vào ngày 27 tháng 3. Mới đây, team qua đường quay lại được khoảnh khắc CR7 dạo phố trên chiếc siêu xe Ferrari Daytona SP3 mới tậu có giá lên tới 3 triệu bảng, 94 tỷ đồng. Chưa dừng lại, CR7 cũng bị phát hiện lưu trú tại khách sạn hạng sang Ritz Four Seasons ở thủ đô Lisbon. Theo tìm hiểu, một phòng ở đây khá đắt với giá có thể lên tới 400 triệu đồng mỗi đêm. Ronaldo bị bắt gặp đi trên chiếc siêu xe có giá 3 triệu bảng, đỗ trước khách sạn Ritz Four Seasons. Tuy nhiên, hình ảnh bất ngờ nhất đến khi Ronaldo đang cùng các đồng đội lên chuyến bay đến Slovenia tranh tài. Tại đây, CR7 bất ngờ đeo một chiếc đồng hồ màu hồng có phần nữ tính. Các fan nhanh chóng phát hiện ra đây là chiếc đồng hồ Ronaldo tặng bạn gái Georgina trong dịp sinh nhật hồi tháng 1 vừa qua. Chưa rõ vì sao Ronaldo lại dùng đồ của bạn gái bất chấp sở hữu riêng một bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ. Ở đợt tập trung lần này, tuyển Bồ Đào Nha có 2 trận lần lượt trước Thụy Điển 22/3, tháng 5/2 và trước Slovenia. Tại màn so tài với Thụy Điển, Ronaldo được cho nghỉ. Tranh thủ thời gian, Ronaldo đã đi du lịch cùng gia đình tại một hòn đảo ở Ả Rập Xê Út. Tại đội tuyển quốc gia, Ronaldo đang giữ kỷ lục là cầu thủ nam thi đấu nhiều trận nhất, 205 trận và ghi nhiều bàn nhất, 128 bàn. Bất chấp đã bước qua tuổi 39, Ronaldo vẫn là trụ cột trên hàng công tuyển Bồ Đào Nha. Tại Euro 2024, Ronaldo cùng các đồng đội được đánh giá là ứng viên hàng đầu.